Rồi, anh chữa nhanh nhá. Cái phần trên là phần gì nhỉ? Mọi người nhắc lại cho anh được không ạ? Thư viện Rồi, khai thư báo thư viện. viện. Tiếp theo là hầm anh. Rồi, nó bảo là nhập ba cạnh của tam giác đúng không? Giả sử mình cho ba cạnh đấy là ABC đúng không? Mình sẽ khai báo ba biến là A, B, C này. Nhập ba cạnh. Green. Ba cạnh tam giác này. Phẩy này. Scan này, nhập một phát ba cạnh luôn nhá. Mọi người có thể nhập từng dòng cũng được, nhưng mà đây anh nhập một cái một lúc ba biến luôn cũng được đúng không? Và B phẩy và C. Rồi, giả sử ABC nó là ba cạnh của đấy không, thì chu vi mình sẽ khai báo một biến là biến chu vi. Vi sẽ bằng A cộng B cộng C thôi. Diện tích, cái diện tích này thì nó tính theo căn bậc hai đúng không, mà diện tích của tam giác ấy thì nó sẽ không phải là một số nguyên đâu, nên là mình phải khai báo cái biến diện tích này kiểu Đáp double hoặc là float. Được chưa? Hôm trước anh nhớ là có một bạn hỏi anh là ép nó về phần trăm d nó không được ấy, thì anh có giải thích rồi, nhưng mọi người nhớ nhá, tại vì là nó không phải là số nguyên nên là mình để nó kiểu double. Double S này, diện tích luôn nhé, đặt là diện tích luôn cho biến nó dễ hiểu. À, quy tắc đặt tên biến này, nếu như mà có nhiều chữ ấy, thì cái chữ đầu tiên mọi người đặt là chữ thường, từ cái chữ thứ hai tiếp trở đi ấy, mọi người cứ viết hoa cái chữ cái đầu tiên lên là nhìn nó dễ đọc và nó dễ hiểu, không đừng đừng có gõ cái dấu gạch gạch này nhé, đừng gõ cái dấu gạch gạch này nhìn nó rối. cái chữ đầu tiên không được viết hoa. Chữ đầu tiên không không nên viết hoa. Cái này người ta gọi là cam mục cây ấy, nghĩa là quy tắc con lạc đà ấy, là nó cái đầu nó chui xuống này xong bắt đầu mấy cái bướu nó bắt đầu nhô lên đạt như này, nhìn nhìn biến nó rất là dễ và duy trì nó khó, à duy trì nó dễ, bảo trì ấy, nó cũng dễ. Diện tích này bằng này thì ban đầu mình phải tính nửa chu vi đúng không, với chu vi ấy, nửa chu vi nó cũng là một số thực, tại vì là nó bằng A cộng với B, B cộng C xong chia cho 2 đúng không? Double P bằng. Rồi bữa trước anh chưa bảo cái đoạn ép kiểu đúng không? Nên mọi người để như này thì cái P này nó là, để anh thử xem nhé. Nhập suất này, bài tập này, câu này là câu 7 đúng không? Rồi diện tích thì bằng là căn bậc hai, thì để dùng được hàm căn bậc hai thì mình sẽ khai báo cái thư viện gì nhỉ? Mát chấm mát Mát chấm hai. Ok chưa? Diện tích thì bằng căn bậc hai thì SQRT này của P này nhân với đây, mọi người mở cái công thức là mọi người gõ thôi, nếu ai mà nhớ thì tự tự gõ, nếu không thì mở công thức thôi, tại vì nó có công thức mà. Thật ra anh nhớ nhưng mà thôi anh cứ nhìn cho nó chắc. À, rồi nhân với P trừ B nhân với P trừ C. Rồi. In này. Chu vi là phần trăm d, tại vì chu vi nó có thể là số nguyên. Ba số nguyên cộng với nhau mà thì nó sẽ ra số nguyên thôi. Đó, biến chu vi. Ok chưa? Mọi người chú ý cái kiểu dữ liệu nhá. Green này. Diện tích là phần trăm ls. Diện tích. Ok chưa?
Ngày xưa anh nhập ba cạnh là 3 4 5 nhá. Thì nó là diện tích nó bằng 12 đúng không? À bằng 6 quên. Chu vi bằng 12 diện tích bằng 6. Bởi vì là tam giác vuông mà, 3 x 4 12. Nó chia đôi ra. Được chưa? Nhớ là cái biến diện tích này mọi người để cho nó đúng nhá. Giả sử anh thử nhập trường hợp khác đi. 3, 7. 347 không được, 34 34 47 không phải 45 sai, 347 không phải 45 sai. 357, 357 không ấy. 257 ở 45 3 này, 5 này, 7 là tam giác đúng không? rồi. Chu vi của nó là 15 và diện tích của nó đang bị bằng 0 đúng không? Tại vì sao? Tại vì 3 cộng 5 là bằng 8, 8 cộng 7 là 15. 15 chia cho 2 là bằng Bằng 7,5. từ từ để anh thử nhé. Đúng không? Thế anh bảo mọi người nhá, tại sao lại có cái đau bù này? A cộng B cộng C nó là gì ạ? Là một số nguyên đúng không ạ? Một số nguyên ạ. Hai nó cũng là một số nguyên đúng không ạ? Hai số nguyên mà chia cho nhau ấy thì nó chỉ ra đáp số là số nguyên thôi. Giả sử là A cộng B cộng C bằng 15 ấy. Khi 15 chia cho 2 ấy, nó chỉ lấy phần nguyên thôi, có nghĩa là nó lấy bằng 7 thôi. Bằng 7 phẩy mấy ấy, nhưng mà nó chỉ lên 7 thôi. Nhưng mà khi mọi người ép nó về kiểu double, muốn ép nó thành số thực ấy thì nó sẽ in ra cái P này của mình sẽ được là 7 phẩy mấy, nó lấy nguyên cái giá trị số thực ấy. Nhưng nó lấy cả cái phần thực luôn. Được chưa? Nên mọi người chú ý cái kiểu nhá. Cái này là double thì mình ép cái này về kiểu double. Còn cái này thì tại vì có cái P này nó là kiểu double rồi nên là mình không cần ép nữa. Chắc chắn là nó là số thực. Tại vì là một số thực mà nhân với số nguyên thì nó vẫn ra số thực. Ok chưa? Còn cái này hai số nguyên chia nhau thì nó ra số nguyên nên mình muốn đáp số hiện một số thực thì mình phải ép kiểu nó về số thực. Hiểu chưa? Hiểu lý do tại sao ép kiểu chưa? Và có cái hàm nào mà không cần ép kiểu thì không anh, mà nó chỉ cần dùng cái hàm đằng trước này thì sẽ tính luôn đấy, thay thay double ấy. Ý em là thế, có cái hàm nào thay double mà không cần tính ép vào đây luôn, ép double vào không ạ? Không ép double thì em lại có cái kiểu ép này, em ép một trong hai số ấy thành số thực. Giả sử em ép cái số này thành 2.0 này. Nghe một số nguyên mà chia cho một số thực thì nó vẫn ra số thực. Thì nó vẫn ra 358 này, nó vẫn ra 358 phải không? Tâm giác nhỉ? À 357. Bảy. Đấy nó vẫn ra. Được chưa? Có nghĩa là một số nguyên mà chia cho một số nguyên thì đáp số nó ra một số nguyên, nhưng mà mình đang muốn là nó phải trả ra một số thực thì mình phải ép nó về số thực. Một là mình ép một trong hai cái số này thành một số thực, hai là mình đấy mình cho double cái đấy. Vâng, em hiểu ý anh rồi, nhưng mà ý em là có dùng cái hàm nào thay double để cần không cần phải ép, mà cái hàm này có thể tính được nguyên nguyên với cả thực số nguyên là số thực mà dùng chung được cái hàm này không ấy. Không Không, tại vâng. em tại vì là nó phải ép để mình rõ ràng là mình dùng cái kiểu nào hoặc là mình dùng kiểu nào, tại vì nó có phép chia lấy nguyên và phép chia lấy cả cái phần thập phân. Nếu để không như này thì bình thường nó sẽ hiểu là phép chia lấy nguyên. Được đúng không? Bài này không có gì đúng không? Chỉ lưu ý mọi người, anh muốn để làm bài tập để anh lưu ý mọi người cái chỗ ép kiểu. Nhớ nhá, nhớ là chị Anh ơi, muốn ép sao kiểu thì mình cứ viết, muốn ép kiểu thì cứ mở hoặc double hoặc cái gì đấy ở trước cái phần mình muốn ép đúng không đúng rồi được. Anh ơi, cho em hỏi về include math ấy, có nghĩa nó điểm gì ấy? Đây là một thư thư viện toán học, nó sẽ chứa cái hàm liên quan đến toán học và cái hàm căn bậc Một hai là con nó áp liên quan đến lực. toán học đúng không? Để dùng được cái hàm căn bậc hai ấy, thì mình cần phải khai báo cái thư viện này, tại vì là cái thư viện căn bậc hai nó nằm ở trong cái math.h. Ok chưa? Có nghĩa người ta viết sẵn cho mình cái hàm căn bậc hai ấy. Và cái hàm căn bậc hai này nó nằm ở trong thư viện này. Mình muốn dùng được nó thì mình phải khai báo vào thì nó mới biết là có cái hàm căn bậc hai để dùng.
nếu mình không khai báo mát ấy, thì nó sẽ không hiểu cái căn M2 này là gì. Được chưa? Không nghe gì. Sao lại không nghe gì? À, lưu rồi Vẫn nhá. nghe bình thường mà Bạn Hải nghe gì chưa? Bạn này là bạn Hải lưu rồi, không biết tên là lưu hay tên là Hải. ao rồi, ao rồi. Sao nhỉ? Thế bình thường nó học online nó học cái gì? Bạn này chắc là mới được tập ở hôm trước. Anh tưởng anh Hoàn kèm nhưng mà kèm này chứ anh không biết là tại vì anh thấy anh Hoàn bảo là anh Hoàn kèm buổi một cho mấy bạn này rồi để học theo mình ấy. Đâu rồi, nó đi đâu rồi? Ừ, rồi. Hôm nay thì mình sẽ học vào một cái nó quan trọng ở trong ngôn ngữ lập trình C. Thế là hôm nay mình sẽ học câu lệnh rẽ nhánh hay còn gọi là if trong ngôn ngữ lập trình C. Với sau thì mình sẽ học về vòng lặp và sau khi học vòng lặp thì mọi người sẽ có nhiều cái bài tập để làm. Hồi thằng ấy nó vào chưa anh? Ừ, rồi. Rồi tiếp tục nhá. Anh quên đi chưa xếp lại cái file của mình. Rồi, câu lệnh if else. Câu lệnh if else thì nó cơ bản là như này. Đây, một câu lệnh if thì nó là như này. Có nghĩa là mình sẽ dùng từ khóa if một ở trong là một cái biểu thức để test và cái block code này, hai cái dấu ngoặc này. Cái câu lệnh if này nó sẽ hoạt động như nào? Nó sẽ hoạt động là nếu như cái biểu thức này đúng thì các cái câu lệnh ở trong cái block này nó mới được chạy, còn biểu thức này sai thì các cái câu lệnh trong này nó sẽ không chạy. Được chưa? Nó giống như cái mệnh đề mình hay dùng là nếu cái gì đúng thì cái gì xảy ra. Còn nếu cái đấy không đúng thì cái đấy không xảy ra. Ok chưa? Nghĩa là mình cứ dịch từ cái câu thường ngày ra và mình quy nó sang là nếu thì tiếng Anh nó là if cái gì đấy xảy ra thì mình sẽ cho vào cái điều kiện là cái gì đấy đúng. Ok chưa? Nếu nó xảy ra thì mình làm cái câu lệnh trong này, còn nếu nó không xảy ra thì không làm. Thì demo luôn nhá. If else thì tí nữa else. Tí nữa else sau vậy. Rồi, anh hướng dẫn mọi người cái cách mà gen luôn ra cái chương trình kia nhá, tại vì mọi người cũng nắm được cái phần trên đấy là phần cái phần trên đấy là phần khai báo thư viện rồi. Thì để ấn Ctrl+N ấy mà để nó gen ra các cái khung cho mình ấy thì mọi người sẽ làm theo anh nhá. Người vào tool này, editor option này, vào phần snippet này, vào phần default chuồng này, có nghĩa là cái chuồng mặc định ấy. Thì mọi người thấy nó đen đúng không? Nên là cái chuột mặc định của anh đang bị đen. Mọi người kích vào cái ô insert following này này. Có nghĩa là khi mà tạo file trống ấy thì mình sẽ insert những cái gì vào đấy. Thì mình sẽ có thư viện vào đây. Include studio.h. Cái thư viện này là chắc chắn có này, còn lúc nào cần cái các cái khác thì mình sẽ thêm. Main này. Rồi, mọi người gõ thêm cái return 0 đây cho anh. Rồi, chấm phẩy nhá. Rồi, mọi người ok thôi này. Đấy, đã cắt cái. Rồi, giờ sửa anh tạo file mới nhé. Đấy, nó mọc ra luôn cho mình đúng không? Nhanh hơn khá nhiều đúng không?
Vâng. Bây giờ anh ơi, anh ơi. Đấy, giao diện đen làm sao để làm thành giao diện? Em muốn để giao diện đen. Đen. Vâng, nhìn nó đỡ đau mắt ạ. Compiler hoặc không phải này. Vào tool này, editor option này. Rồi vào color này. Xong đây này, ở đâu nhỉ? Đây này, mấy cái theme này này. Mọi người chọn. Mọi người thích cái nào thì chọn cái này. Này. Đấy, mọi người thích cái phông nào thì mọi người chọn. Hacker gì này. Okay. Anh thì hay dùng cái phông nào quên mất, hình như phông này đúng không? Anh quên mất anh hay để phông nào. Phông này sao? Rồi đúng rồi, anh hay để cái phông ốp này này. Nhìn nó không bị mỏi mắt. Được chưa? Vâng. Rồi. Giả sử anh khai báo biến A bằng 5 này. Anh kiểm tra. Nếu A bằng 5 thì anh in ra chương trình là nếu đi. Có nghĩa là giờ anh muốn kiểm tra xem cái biến A của anh nó có lớn hơn 5 không. Nếu lớn 5 thì anh in ra là A lớn hơn 5. Còn không thì thôi. Được chưa? Kiểm tra xem A có lớn hơn 5 không. Thì anh đơn giản là anh dùng câu if này. Xong đến điều kiện kiểm tra này. A lớn hơn 5. Thì mình làm cái gì đấy? Nếu nó lớn hơn 5 thì mình in ra câu lệnh. A lớn hơn 5. Ok chưa? Rồi mình xếp lại. Có lại if này. Rồi chạy nhá. Chạy này thì nó in ra là không in gì đúng không? Tại vì 5 nó không lớn hơn 5. Giả sử anh cho thằng này bằng 6. Nó bị cái gì nhỉ? Đó. Cái này như lỗi đặt tên của anh ấy. Đặt tên nhưng mà anh đặt tên thường mà. Anh thử câu lệnh viết liền đi. Không, sếp add type ấy anh. Anh thử đặt ngoài màn hình em ấy. Tại sao nó đặt được mà không anh ấy. Ấn lưu lại anh. Để anh thử đặt mà này. Ở save app tay ấy. Ở dưới ấy. Đâu? Mà. Anh lưu lại đi. Không. Cái ở dưới. Đấy. Vâng, C soft file. Đâu, để C cùng cộng nhá. Mọi người để C cùng cộng nhá. Tại vì C cùng cộng nó vẫn chạy được những file C mà. Bởi sao đi thi mọi người vẫn để file .cpp mà. Nên là anh để nha. Không cần để .c đâu. Chứ lớp các thầy không bảo à? Không anh. Không. Này các thầy không bảo. Không anh. Ừ. Không. Lỗi cho cái cách đặt tên của anh thôi. Để anh xem này. Lesson 2 này. Câu lệnh email này. Bây giờ nó chạy được nè. Đóng cái này. Đấy, rất là buồn cười nha. Chờ anh chút nhá. Vâng.
Anh thử gửi code lên nhóm xem. Em test về xem. Có nghĩa là code anh vẫn chạy được bình thường, có nghĩa là nó báo lỗi do cái nó không thể lưu được cái file này. Đấy, lúc chạy nó lại báo một cái là chạy. Ok, anh sẽ lưu ngoài này, tí nữa anh chỉnh mấy cái đây sau nha. Anh lưu ngoài màn hình, tí anh chỉnh mấy đây sau. A lớn hơn 5 này. Có nghĩa là A bằng 6 thì nó lớn 5 đúng không? Đúng không? Điều kiện nó đúng không? Thì nó sẽ làm các cái câu lệnh ở trong cái khối lệnh này. Có nghĩa là in ra là A lớn hơn 5. Ok chưa? Mọi người muốn biết cái code nó chạy như thế nào ấy, thì anh hướng dẫn mọi người cái cách debug này. Như anh Hoàng có làm video về cái này rồi đấy. Mọi người muốn biết cái dòng code nào nó, cái câu lệnh nào nó muốn nó chạy như nào ấy, thì mọi người ấn vào đây này. Xong chọn cái này thành debug này. Và mọi người ấn vào. Bắt đầu mọi người phải chạy chương trình đã nhá, nó chạy lên rồi. Xong mọi người ấn vào cái chỗ này này, cái dấu V này, nghe debug này. Đấy, thì nó dừng ngay chỗ câu lệnh này đúng không? Mọi người muốn biết là cái câu đây này, tại đây A đang bằng 6 đúng không? Nó kiểm tra cái biểu thức này này, A đang bằng 6, lớn hơn 5 đúng không? Mọi người ấn next phát mới chạy vào đây. Hiểu chưa? Có nghĩa là cái điều kiện này đúng thì nó sẽ chạy vào cái này. Còn giờ sẽ anh làm bài tập đầu đúng không? Em chưa loát thì rồi. Đây nhá. Vâng ạ. Bắt đầu là mọi người chạy chương trình như bình thường này. Ok chưa? Vâng ạ. Rồi mọi người muốn biết cái dòng nào nó chạy như thế nào ấy thì mọi người đặt cho anh một cái đây gọi là cái breakpoint, là cái điểm để bắt nó bắt đầu kiểm soát dòng code, mình bắt ở đây. Ok chưa? Đặt cái breakpoint ở đây. Vâng. Thấy cái đỏ đỏ này chưa? Đỏ đỏ con này này. Thấy chưa? Vâng, thấy rồi. Rồi mọi người chọn vào cái chỗ này này, debug này này. Ấn vào đây. Đấy thì nó dừng. Cái câu lệnh hiện tại nó đang dừng ở đây đúng không? Mọi người chó vào đây, mọi người thấy A đang bằng 6 này. Mọi người next line, tại vì A bằng 6 nó lớn 5 thì nó sẽ chạy vào đây. Nó in ra A lớn 5. Cũng như là mình sẽ biết được cái câu lệnh của mình nó chạy lần lượt nào. Sau nó chạy đến return đúng không? Và nó thoát chương trình. Giả sử đây anh đặt A bằng 4 đi. Rồi, anh đi bác lại này. Đây, cái này debug nó lại phải chạy chương trình một lần xong mới debug nữa. Có nghĩa là mình cứ chạy chương trình đã xong mình ấn debug. Thì đây nó đang dừng câu này đúng không? Mọi người chó vào đây, mọi người thấy A đang bằng 4 này. A bằng 4 nó không lớn 5 nên nó sẽ bỏ qua các cái câu lệnh trong block đấy và nó nhảy xuống return luôn. Thoát chương trình luôn. Nên là khi chạy là cái chương trình anh nó không in cái gì cả. Thấy chưa? Nên là mọi người mà gặp cái bài toán nào mà có những cái câu lệnh mà mọi người không hiểu ấy thì mọi người có thể dùng cái cách này để mọi người xem cái đoạn code đấy nó hoạt động như thế nào. Thấy chưa? Đấy, cái thủ thuật đấy anh hướng dẫn mọi người luôn. Để cái này bằng 6 nhé. Rồi, câu lệnh if. Thì có nghĩa là nếu điều kiện đúng thì mình sẽ làm cái câu lệnh này. Và bây giờ mình sẽ đi đến một cái điều nữa đấy là nếu điều kiện không đúng thì mình sẽ làm cái gì. Nghe ngược lại này. Cái này không phải là lỗi do bài của anh mà là do cái Dropbox này nó không lưu được. Rồi, tí anh xóa cái file đi. Tiếp theo là câu lệnh if else này. Câu lệnh if else có nghĩa là nếu điều kiện đúng thì mình sẽ làm các cái xử lý trong cái block này. L có nghĩa là ngược lại, có nghĩa là cái điều kiện này không đúng thì mình sẽ làm các cái xử lý ở trong cái block L này. Hiểu chưa? Có nghĩa là nếu đúng thì mình xử lý ở trong cái block if, còn nếu cái điều kiện này sai thì mình sẽ xử lý ở block L. Giờ demo luôn nhá. Giả sử anh có một biến A. Anh nhập từ bàn phím đi. Cho nó trực quan nhé. Enter A này. Nhập vào bàn phím thì dùng scan đúng không? 100D này. Đấy này. Và A này. Ok chưa? Anh kiểm tra nếu A nó lớn hơn 0. Thì anh in ra là A lớn 0. Còn ngược lại thì anh in là A không lớn hơn 0. Ok chưa? Thì đơn giản là như này. If A lớn hơn 0. Thì mình sẽ in ra là A
lớn hơn không. Còn nếu a nó không lớn hơn không thì mình sẽ cho nó vào L. Còn cái điều kiện này sai này thì mình sẽ làm các cái câu lệnh trong L, nên là mình sẽ in ra là a không lớn hơn không. Ok chưa? Chờ anh cứ tập lại đây nhá. Nó do cái đồ Dropbox ấy, Dropbox nó không save được file, chắc là do lỗi mạng hay lỗi gì nó không save được, nên là nó báo lỗi đây. Chứ còn nó lưu ngoài màn hình nó vẫn chạy bình thường. Từ A này, giả sử anh nhập A là 10 này, 10 thì nó lớn không đúng không? Đấy thì nó dị ra A lớn không. Còn giả sử anh nhập một số âm này, âm là số trừ 10, thì trừ 10 nó không lớn không. Thì cũng như lúc nãy mọi người muốn xem cái đoạn code này nó hoạt động như thế nào ấy, có giống như là mình tưởng tượng hay không, thì mình cũng đặt cho anh một cái breakpoint đây. Đầu chạy chương trình đã nhá. Rồi mọi người cứ nhập bữa ấy, nó chạy được rồi đúng không? Sau bắt đầu mọi người ấn vào đây để debug này. Thì lúc debug thì nó dừng lại, nó cho ta nhập A, thì dưới nhập A là 10 đúng không? Enter này. Sau khi enter thì nó đến cái câu lệnh if, để cái breakpoint để mình bắt đầu chạy từng dòng. Và mình chó vào đây, mình thấy A của mình đang bằng 10 đúng không? 10 nó lớn không nên nó sẽ nhảy vào cái block if và nó in ra cái này, và sau nó không chạy block L nữa và nó đến return không luôn. Ok chưa? Được chưa? Rồi, giả sử anh tiếp tục đi bác này. Anh nhập thằng này là trừ 10. Ok chưa? Nó dừng chỗ này này. A này của anh đang bằng trừ 10. Trừ 10 thì cái điều kiện này sai nên nó sẽ không thực hiện câu lệnh này mà nó bỏ qua, nó nhảy xuống cái biểu thức L luôn. Nhìn này. Đấy. Nó nhảy xuống L luôn. Được chưa? Nghĩa là cái điều kiện này sai thì nó sẽ thực hiện các câu lệnh trong L, và thực hiện sau câu lệnh trong L thì nó thực hiện các câu lệnh ở ngoài. Return không. Đấy, về mọi người có thể thử cái debug này, khá là hay. Rồi. Rồi anh trình bày luôn một cái if L lồng nhau rồi để mọi người đấy nhá. Mình có thể if L nhiều cái như thế này. Nó gọi là if L ladder đấy. Thì cái if L này có nghĩa là nếu điều kiện này đúng thì mình vẫn thực hiện câu lệnh này. Ngược lại, nếu cái điều kiện gì đấy, có nghĩa là nó không không rơi vào cái trường hợp trên, nhưng mà nếu cái điều kiện gì đấy đúng thì mình lại thực hiện các câu lệnh này. Tiếp tục ngược lại có nghĩa là ngược lại với tất cả các câu lệnh trên, nhưng mà nếu cái điều kiện gì đúng thì mình lại thực hiện các câu lệnh trong này, và cứ một lặp lặp đến câu lệnh cuối cùng, có nghĩa là nó ngược lại với tất cả các cái if và L if ở trên thì mình sẽ rơi vào cái block L cuối cùng này. Ok chưa? Else như kiểu là những cái gì còn lại anh. Những cái gì còn lại thì mình lại if tiếp. Được chưa? Vâng. Rồi. Làm bài, thử làm bài tập nhá. Làm bài tập mới nhớ được, chứ không làm bài tập thì quên ngay. Làm bài tập là mọi người sẽ hiểu không ạ? Rồi. Câu 1 là nhập vào một số và kiểm tra xem số A đấy, nhập vào một số A. Và kiểm tra xem A có là số dương hay không. Nếu A là số dương thì in ra A là số dương. Cái câu này anh bổ sung nhá. Nếu ngược lại, nếu A là số âm thì in A là số âm. Rồi còn tiếp tục anh ơi, nếu ngược lại, nếu A bằng không thì in số không, nó không phải là số âm, cũng không phải là số dương, nên là nó sẽ có ba trường hợp. A bằng không. A bằng không. Anh ơi, nếu mà em nhập A bằng là một ký tự thì sao ạ? Cái đấy thì sẽ giải quyết sau, hiện tại là mình đang
có nghĩa là input nó là nhập vào một số thì nó chắc chắn là số, hiểu chưa? Hiện tại là thế. Còn cái mà để bắt input, bắt cái đấy thì lên C-Lab mọi người sẽ được va chạm. Hiện tại thì bây giờ là những cái input người ta nhập vào thì là input đúng, ok chưa? Còn những cái mà giả sử mình bảo người ta nhập số, người ta không nhập, người ta cứ cố tình nhập chữ thì cái đấy lên C-Lab mọi người sẽ va chạm cái đấy, ok chưa? Không phải lo nhá. Hiện tại thì cứ cho là input đúng đi, mà mọi người chỉ quan tâm đến cái logic xử lý thôi. Tại vì là cái lập trình C này chủ yếu là để học cái logic thôi mà, học cái logic xử lý thôi. Mà sau đi làm thì chắc không ai làm C đâu, nhưng mà nó học được khá nhiều C. Rồi thử làm cái này nhá, xóa cái này đi. Anh em số âm có phải để mát không anh? Để thư viện mát không ạ? Không, tại vì là mình chỉ sử dụng các hàm là so sánh lớn hơn, bé hơn hoặc bằng thôi, nó không phải là thư viện mát. Mát thì giả sử mình dùng các cái hàm toán học ấy, em hiểu không? Giả sử cái hàm FQRT ấy, nó là một cái hàm toán học thì mình mới cần phải sử dụng thư viện mát. Hoặc là hàm hàm gì nhỉ? Hàm SEO, hàm floor đấy thì nó là một hàm rồi thì nó mới sử dụng thư viện mát, còn các cái biểu thức bình thường này thì nó không cần. Được chưa? Rồi. Cấm 1 đúng không? Cấm 1 này. Cấm 1 này. Nhập vào một số A và kiểm tra xem A dương hay không hay đấy đúng không? Nên cái bản này anh sẽ demo luôn cái if else, else if nhé. Để cho mọi người hiểu cái đấy là gì. In A này. Để nhập A thì mình print này, enter A này, chấm phẩy này, scan này, phần trăm D này, phẩy và A. Cái đoạn nhập này thì mọi người nhớ là phải nắm cho anh nhé. Rồi, kiểm tra này. If A nó lớn không thì in là A là số dương. Ngược lại, nếu ok chưa, mọi người cứ chuyển nó thành cái câu mình nói thôi. Nếu A lớn không thì mình in ra là A là số dương. Ngược lại, nếu có nghĩa ngược lại là A nó không lớn không rồi thì nó chỉ rơi vào hai trường hợp còn lại, đấy là A bằng không hoặc là A bé hơn không, đúng không? Ngược lại, nếu A bé hơn không thì mình sẽ in ra là A là số âm, ok chưa? Số âm. Còn cái trường hợp ngược lại cuối cùng này có nghĩa là nó không rơi vào hai cái trường hợp trên, có nghĩa là không lớn không cũng không bé hơn không thì chắc chắn là bằng không rồi, ok chưa? A bằng không rồi, ok chưa? Rồi bài này chỉ thế thôi người nhá. Rồi về mà người có thể đi bác sau nhá. Cái này thì anh bỏ qua cái công đoạn đi bác 10 nhá. A là số dương này, nhập số 0 này, đấy, A bằng 0, số âm này, đấy, nó cứ test thôi. Cái điều kiện nghĩa là nó không lớn hơn không thì nó sẽ rơi vào các cái trường hợp dưới, mà nếu nó bé hơn không thì nó rơi vào trường hợp âm, còn ngược lại thì nó rơi vào trường hợp bằng 0, được chưa? Vâng. Mọi người cứ dịch sang cái câu nói là mọi người sẽ hiểu nó hoạt động như nào mà. Đấy là câu 1 nhá. Có chờ mọi người gõ nhỉ, mọi người gõ đi nhỉ, cứ gõ vào, gõ cho quen cú pháp if else đi. Một câu lệnh thì có thể có if, có else, hoặc là chỉ mình if không được nhé, mình if không nó vẫn chạy bình thường, hoặc là if có else đầy đủ, đây là câu lệnh đầy đủ, còn câu lệnh if bình thường thì câu lệnh không có else vẫn được, có nghĩa là nếu được đúng thì nó làm, còn không thì nó chạy câu lệnh ở dưới if thôi. Bài này có thể để thành ba cái if được, nhưng mà nhìn nó hơi chuối đúng không?
mình nên làm L-if này nó có tính logic. Với lại về cái mặt hiệu suất thì nó sẽ nhanh hơn. Được chưa? Mọi người gõ được chưa? Chạy thử được chưa? Được chưa? Mọi người làm được chưa? Rồi, em được rồi ạ. Có nào không được không? Nếu mọi người tập cái cách code là cứ ở trong cái block này thì mọi người đẩy cái, các cái dòng code nào nó vào lùi vào một cái tab thì nhìn nó sẽ gọn gàng cái code. Dần lên mấy ngôn ngữ bậc cao thì nó sẽ format cho mình, nhưng mà mình cứ lên nên luyện cái cách này code cho nó đẹp, nhìn nó đẹp. Đó. Anh ơi, nếu giả sử Hỏi đi, lần lượt đi, bạn nào hỏi trước thì hỏi đi. Sao? đây nếu nếu với giả sử mình khai báo thư viện include math.h ấy, nhưng mà nếu mình không dùng thì có làm sao à? Không Khai sao. ra mình cứ để đấy là mình không Ừ. sao. Vâng, ok. Nhưng mà nếu như mà có nghĩa là em thừa thì cái chương trình của em nó sẽ bị chậm đi một chút. Còn giả sử em khai báo rất là nhiều thư viện mà em không dùng thì nó sẽ gọi là nó bị thừa đấy, nó không ảnh hưởng gì. Anh cho em hỏi cái return không nó có tác dụng gì? Return không này có nghĩa là mình báo cho nó là kết thúc chương trình thôi. Bản chất của cái hàm main này là nó cần return không, có nghĩa là kết thúc chương trình thôi. Mọi cái hàm main thì nó sẽ kết thúc bởi return không. Nên cái này thì auto là phải có return không. Còn bao giờ học cái bài hàm này anh sẽ giải thích tại sao nó có return không. Ok chưa? Giờ mọi người cứ hiểu là cái return không này để khi chạy vào cái return không này nó sẽ dừng, nó sẽ kết thúc chương trình. À, 10 này. Đấy, nó in ra A là số dương và sau nó chạy cái dòng không, in cái dòng nó xử lý bao nhiêu giây này, bao nhiêu giây này, rồi ép cái gì này. Đấy. Được chưa? Nghe gặp cái dòng này thì nó dừng chương trình đó, à, nó kết thúc chương trình đó. Tí anh gửi cái video buổi 1 cho xem. Mấy bạn mới. Anh quên mất. Rồi. Chắc là bài 1 thế nhỉ? Mình làm bài 2 nhỉ? So sánh hai số nguyên AB, nếu A lớn B thì in ra A lớn B, nếu B lớn A thì in ra B lớn A. Nếu A bằng B thì in ra A bằng B. Rồi, tập cho nó quen cú pháp thôi. Thì cũng là hai số nguyên AB. AB nhập từ bàn phím nhé. Rồi, bài này gần giống bài trên nên là anh sẽ cho mọi người làm nhé. Làm đi. Cho mọi người mấy phút được nhỉ? Mọi người mấy phút là xong nhỉ? Nó gần giống bài trên mà, cứ làm đi. Ai xong thì có thể present lên anh xem có gì không.
so sánh hai số nguyên AB thì nó cũng giống mình so sánh với số 0 này mà. If else, if nhỉ? If else hay là else if? If else. If else. À, if, cái đầu là if, cái sau là else if, cũng như là ngược lại nếu. Cái đầu là nếu nhá, sau là ngược lại nếu. Sau cứ ngược lại nếu và cái cuối là ngược lại với tất cả các cái trên. Đây này. Như là nếu này, A lớn 0 thì mình làm này. Giống bài trước đúng không? Ngược lại nếu A bé hơn 0 cũng như là nó không rơi vào trường hợp trên nữa. Ngược lại nếu. Tiếp tục là ngược lại, có nghĩa ngược lại các trường hợp trên. Được chưa? Cái này cũng thế thôi, AB thì thay cái số B, số 0 bằng cái số B thôi. Cái kia mình nhập mình cái A đúng không? Thì cái này giờ mình nhập hai số và mình cái kia là nếu A lớn 0 thì mình in ra A lớn 0. Thì cái này là nếu A lớn B thì mình in ra A lớn B. Nó cũng giống nhau rồi đúng không? Thế thôi. Thế làm đi. Làm cho mọi người quen, chủ yếu là mọi người quen cái cú pháp if else nó viết như nào, nó xử lý như nào thôi. Chứ còn cái câu này thì nó giống câu trên. Được chưa? Các bạn nào xong chưa? Em xong rồi, em xong rồi. Xong rồi chạy được rồi đúng không? Bài này chắc anh nghĩ chắc... Được, chạy được rồi. Không cần gì chạy. Không cần chạy đâu, tại vì không có gì đâu đúng không? Được. Chạy được rồi xong rồi. Có nào không làm được không? Không làm được cứ bảo nhá, không phải ngại. Tại vì là đều mới học lập trình với nhau, cái không có gì phải ngại. Dần dần mình sẽ biết thôi, không gì thì cứ hỏi sao anh chỉnh cho. Được chưa, mọi người làm được không? Em vẫn đang làm ạ. Vẫn đang làm. Cứ làm đi. Và mỗi buổi học này là cuối buổi là anh thường giao thêm bài tập, nên là mọi người chịu khó là về nhà làm bài tập về nhà anh nhé. Chủ yếu là làm vâng. Mình phải thực hành thì mình ôn lại kiến thức, không là mình quên mất đấy. Có nghĩa là học trên lớp thì mình hiểu, nhưng mà học học như này thì mình hiểu, nhưng mà đến lúc mình mà không thực hành thì mình sẽ bị quên mất. Anh ơi, cho em xem lại cái short default của anh được không ạ? Short default á? Vâng, cho em xem một tí. Tool này. Editor option này, snippet này, default show này, đây nó có những cái cơ bản này thôi. Vâng, vâng, các bạn. Được chưa? Bạn nào không được thì các bạn lên anh bảo cho. Brazil lên. Em không được ạ. Brazil lên. Brazil kiểu gì ấy nhỉ?
ấn vào chỗ này, ấn cái mũi tên này này, xong ấn draw entire region này. Ok, để mở rồi, hiện lên đi, anh chưa thấy gì. Chế độ bài là gì đấy anh nhỉ? Độ bài là gì nhỉ? Độ bài là nhập vào hai số nguyên AB. Mình kiểm tra nếu A lớn B thì mình in ra dòng là A lớn B này. Nếu B lớn A thì mình in B lớn A, A bằng B thì in A bằng B. Lúc nãy bạn nào bảo anh chỉnh cái gì? Em ạ. Ừ, bật lên. Regen lên. À, em bật rồi ạ. Đâu, anh thấy màn hình đâu? Okay. À, đây. Rồi. Đấy. Nhập A nhập B à? Cái chỗ nhập của em bị sai nhá. Cái chữ chữ L thì để cái dấu cứ ngoặc thời dài xa vào anh. Không. Dấu ngoặc như nào cũng được nhưng mà cái chỗ, chỗ 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 nhập AB của em nó bị sai này, có nghĩa là cái nhập AB thì cái hampering ấy, hampering ấy thì em phải xóa A phải B đi, nghĩa là mình chỉ in ra cái thông điệp là nhập, không không phải xóa đấy mà xóa xóa AB ở bên phải ấy. À ờ, cái chỗ đấy thì em không không được chuyển như thế tại vì em không có cái phần trăm một D nào cả. Ok chưa? Tiếp theo ấy là cái scan thì em nhập vào hai cái phần trăm D đúng không? Em sẽ là và A phẩy và B chứ không phải là và A trừ và B phẩy, nghĩa là mình nhập từng số ấy, mình nhập số A xong mình nhập số B, thế đó, và phẩy và A phẩy và B. Ừ, thế đó. Nếu A lớn hơn B này thì em nhìn như này nhìn nó dối thế này đấy, tại vì đấy là em code nó nhìn nó rất là khó đúng không, khó đọc đúng không? Và em cũng không biết cái đâu. Đây là mọi người code như này này. Nếu như này này, em gõ cái ngoặc này ở đây xong nó mọc ra cái ngoặc này xong em in những cái ở cái code thuộc của nó vào trong này này, trong cái L này em viết luôn như này này, nhìn như này thì em sẽ rất là dễ tìm lỗi tại vì là cái ngoặc nào là nó nằm với cái ngoặc đấy, còn cái này của em nhìn nó sẽ không biết là cái ngoặc nào nó với cái ngoặc nào, nhìn nó rất là rối mắt. Đó. Hình như thiếu ngoặc. Ừ, anh nghĩ là thiếu ngoặc. Thiếu ngoặc của hàm main ấy. F11 là đây. Đúng rồi, anh thiếu ngoặc ở đây. Thiếu ngoặc trước L. Main đấy á. Main á. Thiếu ngoặc trước L. Em... if, có nghĩa là cái if của em nó không có đóng ngoặc. Đóng ngoặc trước cái L ấy. Đóng ngoặc trước cái L if ấy. L if. Trước cái chữ L I là đóng một cái cho đây. Đây, trên mà. Trên mà đây. Rồi sang trái đi. Đấy, đóng ngoặc rồi đấy. À, phải đấy. Đây vậy. Ừ, đóng ngoặc đấy, rồi chạy đi. Tại em code nó xấu nên là rồi, chạy đi, được rồi đấy. Ok. Này. Ừ. Nhưng mà chịu khó gõ cho nó đẹp như này nhá, xuống dòng như này vào nhá, gõ thế em rất là khó để em debug, rất là khó biết nó ở tại cái dòng nào. Ok không? Còn gõ như anh như này nó báo phát là nhìn sẽ biết ngay, nhìn thiếu ngoặc là em nhìn em sẽ biết ngay, em ấn như này em nhìn sẽ biết ngay. Rồi chắc là được đúng không? Được.
chắc mọi người làm được bài này đúng không? Anh chữa nhanh nhá. Còn chữa không? Present lại anh. Anh present lại đi. Có cần chữa không? Thôi anh cứ chữa về có gì mọi người xem lại nhé. Ở trong video có cái video để mọi người xem lại nhé. Vì giống bài này nên anh copy bài này luôn. Ok chưa? Anh khai báo thêm một biến B nữa này. Enter A phẩy B này. Phần trăm D này. Đấy. Và B. A lớn hơn B. In ra A lớn B. Ngược lại, nếu A bé hơn B. Nhìn A bé hơn B. A bé hơn B. À cái kia nó lại B lớn hơn A. Thôi cái này anh thấy nó hơi ngược đúng không? Để như này nó đúng đi. A bằng B. Thấy không? Câu 2. Rồi chạy nhá. 2 này, 2 này. Đấy, A bằng B. Mấy kia chắc đúng rồi, không cần test đâu. Chỉnh lại cái này nhá. Cái này anh hoàn để hơi ngược. Bén B đi. Bén B. À, bén B. Rồi. Cho nó đúng gì nó đúng trật tự. Rồi, sau câu 2 đến câu 3. Câu 3 này bắt đầu nó có một cái nó hay hơn tí. Đây là so sánh ba số nguyên ABC và số khác nhau. Tìm ra giá trị lớn nhất và số này, giả sử anh có ba số ABC này và anh in ra giá trị lớn nhất của nó là bằng 7. Ok chưa? Output của anh là phải ra được cái giá trị bằng 7. Còn thằng này anh xóa rồi đi. Anh nhìn đáp án. Ok chưa? Anh ơi cái ARGC là gì đấy ạ? Ừ, cái này không có được nhá, không cần. Có nghĩa là ngày trước ấy thì C nó cần phải như này, nhưng mà bây giờ nó đã lược bỏ đi, không cần chuyển nữa. ABC thì mọi người có thể thay thế là nhập từ bàn phím cũng được. Rồi, tí làm bài dưới nữa. Rồi, khả năng anh chữa bài này rồi, mọi người tương tự làm câu 4 nhé. Câu 3 này. Anh ơi, sao em không thấy được cái present của anh rồi? Nó cứ hiện ra cái màn hình mỗi chữ presentation Lê Hồng Quân. Sao không thấy nhỉ? Đây, hiện lên chưa? Đó, ok. Được rồi, được rồi. Thế rồi anh. Nếu mọi người không thấy thì mọi người ấn vào cái chỗ này là xong mọi người ghim ấy. Ở đây anh có hai cái màn hình ấy, có một cái là có present, một cái là tiếng của anh đúng không? Mà ghim cái đấy lại là nó được. Rồi. Ba số khác nhau. ABC là ba số khác nhau. Rồi, sự khác nhau. Khác nhau luôn. Tại vì tí nữa sẽ có cái trường hợp giống nhau. A, này, B, C. Mình nhập ABC từ bàn phím nhé, thì mình cứ nhập một phát xong luôn nhé. A, B, C. Cách nó đẹp nhé. Scan. Phần trăm D này. Phẩy này. Và A này. Và A này. Phẩy này. Và B này. Và C này. Ok chưa? Sau khi nhập ba số đúng không? Wow. Giờ là mình sẽ tìm max của ba số này đúng không? Wow. Thì mọi người có nghĩ ra cách nào để tìm max của ba số nào không? Thì đầu có. Tiên điều kiện là cả ba cái khác nhau chứ. Ừ, có nghĩa là ba cái khác nhau rồi. Giả sử là mình nhập ba số này nó khác nhau rồi, em hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Trường hợp giống nhau thì mình sẽ tính sau.
Anh cho nhập ba biến này, này là mắc 1, mắc 2 và mắc. Không, thì bài này là mình so sánh A với B. Nếu mà A được B thì A với B với C rồi. Đoán mắc. Mình so sánh A với B. Rồi nếu A được B thì đặt mắc là A. Rồi so sánh cái mắc đấy với C. Nếu mà C lớn hơn thì mắc là C. Còn C bé hơn thì mắc là A. Và tiếp tục. Rồi, hợp lý. Một bạn đã nói đúng. Đấy là mình sẽ khai báo thêm một cái biến mắc đúng không? Ý mọi người là như thế đúng không? Và mắc mình sẽ gắn với chỉ bằng A. Mình kiểm tra này. Nếu mắc mà bé hơn B, có nghĩa là có một cái thằng nó to hơn thằng mắc hiện tại, thì mình sẽ cập nhật lại mắc. Có nghĩa là cập nhật lại mắc bây giờ không phải là bằng A nữa. Tại vì thằng A nó không phải to nhất, vì thằng A nó vẫn bé hơn thằng B. Nên mình sẽ cập nhật lại mắc bằng thằng B. Ok chưa? Tiếp theo có nghĩa là sau hai cái này thì mắc của mình vẫn là mắc, có nghĩa là vẫn là thằng to nhất rồi. Mình kiểm tra tiếp, nếu như mà thằng mắc mình với thằng C, thằng mắc mình mà bé thằng C thì mình tiếp tục cập nhật lại thằng C. Ok. Được chưa? Để xử nhá. Rồi xong bắt đầu mình in ra đúng không? Mắc in. Mắc đúng không? Rồi anh sẽ xử nhập nhé. 5 này, 6 này, 7 đúng không? Thì nó in ra mắc là 7. Xử nhập là 6 này, 7 này, 5 này. Thì nó vẫn in ra mắc là 7 đúng không? Mọi người muốn hiểu cái code này nó chạy như nào ấy, thì giống như anh đã bảo là đặt breakpoint. Ok chưa? Đi bắt. Nhập thôi. 5 này, 7 này, 6 này. 6 này. Ok chưa? Thì anh nhập là A là bằng 5 nhá, B bằng 7 và C bằng 6 nhá. Rồi anh bắt đầu nhanh này. Mắc của mình gán bằng 5 đúng không? Vâng. Mắc so với B, B bằng 7 thì nó bé hơn nên nó sẽ gạt vào cái này và nó gán lại mắc bằng 7. Ok chưa? Vâng. À, 7. Tiếp theo nó kiểm tra cái mắc của mình bây giờ nó đã là 7 rồi. Nó kiểm tra với C, C của mình là 6, nó không đúng nên nó sẽ không gán mắc nữa mà nó thoát ra cái vòng này và nó in ra mắc bằng 7. Ok chưa? Vâng. Hiểu chưa? Hiểu cái vòng này nó chạy như nào chưa? Giả sử anh nhập tiếp anh cho anh. Sao? Tại sao không phải là if else mà không phải là else if mà là if à? Tại vì là khi mình so sánh xong ấy, mình phải cập nhật đã, còn nếu else ấy, có nghĩa là nó sai, nếu nó không bé hơn đúng không thì mình lại vào else luôn thì nó bị sai. Còn giả sử cái trường hợp này em cập nhật xong em lại vẫn phải so sánh với thằng C nữa mà. Đó. Có nghĩa là em làm xong cái này em vẫn phải làm cái này, còn nếu để cái này là L đúng không, để làm cái này thì nó chỉ làm một trong hai thôi, có nghĩa là nó làm, nếu đúng thì nó làm cái này, còn sai thì nó sẽ làm cái trong L thôi. Hiểu chưa? Hiểu cái tại sao lại phải dùng hai cái if với tại sao mình dùng một cái if một cái L chưa? Thật sự là em đặt là L đúng không, thật sự em đặt là L xong như này đúng không, xong em xóa cái này đi đúng không, thì cái L này là nếu cái if này sai thì nó mới nhảy vào L, có nghĩa là cái điều kiện gán của mình chỉ được gán một lần thôi. Được chưa? Còn cái này ấy, mình cần phải lấy cái mắc này mình so với cả ba số để mình xem cái thằng nào là thằng lớn nhất, nên là mình phải để nó ở ngoài. Được chưa? Thì anh test thêm một trường hợp nữa nhá. Anh test thêm một trường hợp nữa này. Giả sử anh nhập là anh quên là breakpoint. Năm này, 6 này, 7 này. Ok chưa? Cái trường hợp 5 6 7 thì chắc em sẽ hiểu rõ này. Mắc bằng 5 này. B bằng 6 này thì nó bé hơn đúng không? Thì mình bắt đầu gán lại mắc bằng B, có nghĩa là mắc bằng 6, sau cái vòng này thì nó sẽ hiện là mắc bằng 6 này. Mắc bằng 6 lại bé hơn C bằng 7 nên mình lại cập nhật tiếp mắc bằng 7 này. Ok chưa? Mình cứ có nghĩa là mình cứ duyệt hết, gặp cái thằng nào mà nó lớn hơn thằng mắc thì mình lại cập nhật lại mắc. Đây. Ok chưa? Mắc bằng 7 này. Mình in ra mắc bằng 7 thôi. Được chưa? Rồi. Đấy là cái cách này là cái cách cao siêu hơn mà cái cách còn một cái cách cùi bắp nữa anh muốn giới thiệu cho mọi người. Đây, cách cao siêu nha.
Còn có một cái cách cúi bắp này. Cúi bắp là anh sẽ không dùng mắt. Anh comment cái đoạn này lại. Cốt cúi bắp nha. Hoặc là cái này gọi là cách, gọi là trái cối đấy. Rồi, cho nó dễ nhớ. Thì if này, A lớn hơn B và A lớn hơn C, thì mình in mắc là A. Hai dấu vào có nghĩa là và nhé. Nghĩa là cả hai cái điều kiện này cùng đúng thì cái câu lệnh nó mới chạy. Nghĩa là A lớn hơn B và A lớn C thì mình mới chạy. Còn một trong hai cái này sai thì nó sẽ không chạy. Được chưa? A lớn B và A lớn C thì cái mắc chắc chắn là A rồi, tại vì A nó lớn cả hai số mà. Mắc IR giam D này. Phẩy này. À. Ok chưa? Đấy mới gọi là cách chạy cuối đấy. Cho thêm cái if này nữa. Đây, đổi thành B. Lớn A. B lớn C thì mắc là B. Ok chưa? Này, tiếp tục này, copy này xuống. Đấy là gọi là cái cách chạy cuối đấy. C lớn hơn B mắc bằng C. Nhưng mà cái cách này nó không hay, tại vì sau dần dần mọi người sẽ không dùng được cái cách này. Nếu như mà có nhiều số, giả sử có 4 số thì mọi người phải ít 4 lần. Có 100 số thì mọi người ít 100 lần. 100 lần thì nó sẽ không gọi là không tối ưu lắm. Anh vẫn trình bày đây gọi là cái cách nắm được. Ok chưa? Để anh giới thiệu luôn cái toán tử hoặc à, cái toán tử này toán tử và này. Có nghĩa là cả hai điều kiện đúng thì nó mới chạy. Ok không? Nó khác với cái toán tử hoặc. Có hai toán tử là toán tử và toán tử hoặc. Hoặc thì có nghĩa là một trong hai đúng thì nó sẽ chạy. Và toán tử hoặc ở trong này thì nó dùng cái dấu này này. Dấu gạch gạch này này. Hoặc tí nữa sẽ có cái bài hoặc, lúc nào đến thì anh sẽ nói tiếp nha. Rồi mọi người gõ vào đi nhỉ. Đấy, bữa trước anh hướng dẫn mọi người cách comment một phát là nhiều dòng này chưa nhỉ, hướng dẫn rồi. Hoặc là về cái cách cao chiếu anh. Nếu bây giờ mình áp dụng về 4 số ấy, thì cái mắc này có hoạt động không anh? 4 số thì em này cũng phải so sánh. If mắc bé hơn D thì em gắn mắc bằng D. Ok không? Nhưng mà cái cách ở trên này, bữa sau em học vòng lặp thì em sẽ biết là tại sao lại dùng cái cách này nó có tính ứng dụng. Còn cái cách này nó không có tính ứng dụng. Vì em nhìn cách cao chiếu anh cũng hiểu rồi đấy. Thì bây giờ cứ nhớ cách này không được thì nó cái cách này nó vẫn ok chứ nhỉ? Ừ? Nếu bây giờ có thêm một con số tương vào kiểu ABCD có 4 con số thì cái cách cao chiều vẫn ok. Ừ, vẫn ok. Bao nhiêu số vẫn ok mà. Nói chung là cái mục đích của người ra bài chỉ là kiểu mình biết cách làm thế nào thôi, thì chắc là người ta cũng chỉ ra tầm 3 số thôi, trừ đi một số thì chắc là đang ra đâu. Chưa chắc. Nếu anh là người ra đề thì anh sẽ ra. Ra trong số. Nếu mà ra như thế thì làm khó học sinh quá. Không khó đâu, dần dần bữa sau mọi người học học thì nó em ra nghìn số nó cũng giống nhau. Chuẩn bị học học nó nhiều cái thú vị. If L này không thì nó đang chỉ có if với L. Nếu cái gì đúng thì mình làm, không đúng thì mình không làm. Thấy không? Cứ dịch ra là được mà. Được chưa? Mọi người gõ được chưa? Mày chỉ học if L rồi. Mày chỉ học if L thôi. Tí là chuẩn bị có mấy cái bài nhìn nó cũng hay phết. Anh mới tìm được mấy bài. À mà còn học thêm cái sweet cây nữa. Rồi nhá, cái code này tí anh sẽ up lên, nên là nếu mọi người gõ không kịp, mọi người hiểu rồi thì anh dạy tiếp cũng được, để cho nó mình làm nhiều bài. Ok không? Dạy tiếp nhá. Vâng.
tí nữa code anh up lên mà, nên không không lo, anh up tất mọi thứ, cả video và thứ. Đây, vận dụng cái câu đấy, mình làm câu này, khai báo 3 biến A, B, C, in ra những biến nào có giá trị lớn nhất. Đấy, những biến nào có giá trị lớn nhất, thì nếu cái bài này em mà if else ấy, thì nó sẽ khá là chuối. If else như cái cách củi bắp kia ấy, thì em lại phải if. Em ban đầu là em phải tìm được max đúng không? Sau em mới so sánh được thì em mới biết là những thằng nào bằng max. Chứ còn nếu em if cái kia thì nó thay dấu lớn bằng dấu bằng, vẫn được, nói chung vẫn được. Ba số thì vẫn được. Giả sử anh có 3 số 6 này thì max nó bằng ABC. Ok chưa? Còn giả sử anh có 6 này thì max bằng B. Có nghĩa là in ra cái tên biến đấy nha. Cái này là in ra cái tên biến chứ không phải là in ra cái giá trị đâu. Cái giá trị thì nó lại dễ. In ra cái tên biến cơ. Hiểu chưa? Tiếp theo là AC. Rồi, iOS, trim, iOS, trim kia là gì? Cái này là C cộng cộng, bỏ đi. Cái này đổi thành stdio.h. Mọi người không, có nghĩa là mấy cái này là anh chủ yếu, cái anh Hoàng để đây là chủ yếu để cho mọi người nhìn cái output khi mình nhập thôi, chứ mọi người không cần quan tâm những cái trên đâu. Còn code thì anh sẽ là mọi người xem code của anh nhé, đừng xem mấy code. Tại vì là cái này anh Hoàng làm lâu rồi. Max value. Đấy, thì từ cái bài trên thì mình sẽ làm bài này. Thì cái ý tưởng là mọi người có ý tưởng làm bài này không nhỉ? Bạn nào nêu ý tưởng không nhỉ? Cứ nói không 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 phải sợ sai. Thì mình cũng phải kiểm tra xem ba số ABC nếu mà có ba số đều giống nhau thì mình đến hai số đấy cho kiểm thử còn lại, còn nếu có ba số đều giống nhau thì cả đấy là cả ba số. Thế là trừ ba số nó không bằng nhau thì lại tiếp tục so sánh ba số với nhau hay sao? Vâng, thì như thế thì em sẽ if else nhiều lần đúng không? Rồi. Đây là một cách tiếp theo là mình thêm dấu bằng nữa thôi. em vừa nghĩ ra cái là anh để lại để em vừa nghĩ ra cái là kiểu nếu mình so sánh ba số với nhau thì cứ giả sử là mình cho cái if đầu tiên là A và B, rồi thêm một cái nữa là nếu C lớn hơn A thì max value sẽ là C. Xong rồi thêm một cái nữa nếu mà B bằng C, A lớn hơn hoặc A lớn hơn B, hoặc là C lớn hơn A bằng B thì kiểu nó sẽ là ra cái max value cái còn lại. Rồi sao nữa? Đây mình nghĩ thế. Thế cái trường hợp, nói chung là làm kiểu đấy thì cũng được thôi. If else nhưng mà nó không logic lắm đúng không? Cảm giác nó cứ if else mãi. Rồi anh trình bày cách này nha. Câu này cần mấy nè? Cần 4. Về cứ thử làm nhá. Thử làm cách cá nhân. Tại vì cái cách của mình mà làm được thì nó hay. Cảm giác nó thích thú. Câu 4 này. Ba số ABC đúng không? Thì anh copy cái đoạn nhập nhá. À, bạn nhập thì không có gì, mình copy đúng không? Rồi anh sẽ làm mấy cách nhá, bắt đầu làm theo cái cách cùi bắp, nhưng mà bài này làm cách cùi bắp nó khả năng nó nhanh hơn. Cùi bắp nhưng mà nhanh hơn, có nghĩa là if A lớn hơn bằng B
A này lớn hơn bằng B và A lớn hơn bằng C. Lớn hơn bằng là được. Thì mình print A. Tí nữa anh sẽ cho mọi người coi cách này hay phết. If này B lớn hơn bằng A và B lớn hơn bằng C thì mình in ra B. B. If này C lớn hơn bằng A và C lớn hơn bằng B thì mình print ra C. Và cái câu mắc vào link của anh để trên này. Mắc is mỗi cái xong anh cho cái dấu phẩy nhé. Như thế này nó bị thừa một dấu phẩy. Rồi chạy nhá. Nếu này thiếu chấm phẩy này, đây này, nó báo ngay này, dòng 11. Những cái lỗi mà nó báo này mình không phải lo, nó báo ngay dòng 11 này. Expect chấm phẩy before if, cũng như là if này, trước thằng if này đúng không? Đây, thì thêm vào đấy thôi. Đây nhá, anh nhập là 6 này, thì nó ghi là mắc là ABC đúng không? Vẫn đúng đúng không? Đây, thử. Anh nhập là 6 này, 5 này, 6 này, thì nó mắc là AC đúng không? Đây, thử nhanh nhập là 5 này, 6 này, 7 này, thì nó mắc là C đúng không? Nó đúng rồi đúng không? Thì cái này đơn giản là nếu như mà A lớn hơn bằng B hoặc và A lớn bằng C ấy, thì anh in là chữ A rồi. Có nghĩa là anh cứ in chữ A đã. Sau tiếp thằng B nó cũng thế thì anh in là chữ B. Có nghĩa là giả sử trường hợp B với A nó bằng nhau thì nó vẫn được in chữ A, xong nó in chữ B nữa. Được chưa? Đi bác nhá. Đi bác cho dễ nói nhá. Rồi đi bác cho dễ. Thật sự anh nhập ba số là 666 đúng không? 6 này, 6 này. Để in. Ủa, sao đi bác mà nó 6 này. Mark is giờ đúng không? Ban đầu là anh in chữ mark is giờ, anh chưa in cái gì cả đằng sau đúng không? Xong bắt đầu if A lớn bằng B và A lớn bằng C thì 6 nó vẫn lớn hơn bằng 6 và 6 nó vẫn lớn bằng 6, có nghĩa là ba số này bằng nhau cả mà. Nên là cái điều kiện này đúng. Hiểu chưa? Điều kiện này đúng thì anh in ra số A, tại vì cái số A thỏa mãn, có nghĩa là nó lớn hơn hoặc bằng hai số còn lại. Anh in ra A phẩy này. Nhìn nhìn này. Nhìn cái này này. Next cái này. Xong next cái này. Đấy, sau khi nó chạy câu lệnh in ấy thì mọi người nhìn này. Đấy, nó in ra A xong phẩy cái. Được chưa? Mọi người có đang nghe không nhỉ? Alo. 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 Bị sao nhỉ? Ừ, đang nghe à? Tại anh không thấy ai nói gì, anh cứ tưởng là không nghe cơ. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp theo thì B nó vẫn là 6, 6 thì vẫn thỏa mãn đúng không? Thì nó sẽ tiếp tục in ra là phẩy B này. Đấy, phẩy B. Và tiếp theo, đấy là sau khi chạy câu lệnh nó in ra B này. Tiếp theo C nó vẫn thỏa mãn thì nó in ra phẩy C. Đấy, thì có nghĩa là mắc là ABC. Đấy, đấy là cái cách củi bắp nhá. Cách củi bắp là sẽ làm như thế. Còn cái cách cao siêu, nhưng mà cách cao siêu bài này nó sẽ bị chậm hơn một chút. Mọi người có thể lúc nào anh hỏi thì mọi người bật mic lên nói được. Tại vì anh giảm bên này mà anh không nghe, anh tưởng là bị mất kết nối. Rồi, cao siêu nha. Xóa này đi này. Rồi, chạy lại phần này. Cho nó mất cái dòng này. Rồi.
Ngao siêu thì anh sẽ comment cái cách cùi này lại. Thì anh cũng khai báo một biến max bằng ngang if max bé hơn b này, max bằng b này. Tiếp theo là if max bé hơn c này thì max bằng c. Ok chưa? Sau kích loạt này này thì anh sẽ tìm được max này đúng không? Và cái công việc tiếp theo của anh là kiểm tra xem thằng nào bằng max thì nhìn ra if a bằng max thì anh print ra a. Phải. Đâu? If thằng b cũng bằng max thì anh in thêm thằng b nữa. Có nghĩa thằng nào bằng được max thì anh in nữa rồi. If c bằng max thì anh in ra c. Rồi mọi người có hiểu này không nhỉ? Sao anh chả thấy ai nói gì nhỉ? Ơ, anh không nghe thấy à? Vô lý nhỉ? Thế à? Ừ, thế thằng nào kích anh ra thì anh vào lại. Anh tự ao nhé, sao anh vào lại. Chưa? Okay. Rồi mọi người nghe anh nói không? Có. Rồi rồi, tiếp nha. Tại vì anh nói anh chả thấy ai nói lại gì, anh cứ tưởng là nó bị mất kết nối. Thì em bị lag. Rồi, mọi người hiểu cái thuật toán này chưa nhỉ? Có nghĩa là ban đầu ấy, cái công đoạn đầu tiên này là sau khi mấy vòng if này này thì mình là đi tìm max. Cái đoạn này là đi tìm max. Công đoạn này là nếu thằng nào bằng max thì anh mình in ra nếu thế nào bằng max bằng với max thì in ra. Thấy chưa? Cái đoạn này là mấy cái này anh comment lại để cho mọi người dễ hiểu hơn thôi. Thì cái này mọi người nắm được cái này thì dần dần sau này nó có tính ứng dụng cao hơn là cái trên. Cái trên này thì nếu mà nhiều số thì mình lại phải if else như thế nó không hay. Được chưa? Mọi người nắm cái cách dưới này nha. Cách trên thì làm cho nó biết thôi. Thế chưa? Khói chết rồi. Bởi vì cách 1 em vừa gõ xong nhưng mà nó không ra. Nó cách 1 khi mình nhập 3 số nhau không ra.